Thưa quý vị, hiện nay ô nhiễm chất thải nhựa, nhất là túi ni lông ở các nước trên thế giới cũng như nước ta đang trong tình trạng báo động. Ước tính trung bình mỗi gia đình Việt Nam hàng ngày sử dụng và thải ra ít nhất là một túi ni lông. Trong khi đó, mỗi hộ ở thành thị có thể sử dụng từ 3 cho đến 6 túi ni lông một ngày. Đây là một con số rất lớn nếu tình trạng xả túi ni lông bừa bãi vẫn cứ diễn ra hàng ngày mà không có các biện pháp ngăn ngừa xử lý. Thì trong thời gian không xa, môi trường của nước ta sẽ phải gánh chịu những hậu quả rất nặng nề. Đây là nội dung tiếp tục bàn đến trong chương trình Góc nhìn đa chiều hôm nay. Xài cái bọc thì nó cũng rất là cần thiết đó. Nó tiện lợi vô cùng luôn. Cái là mình xách cái đồ nó rất là gọn nhẹ. Trước thì mình cắt lá dúi, lá mô mình gói. Rồi giờ thì bọc như là nó không có lủng, nó không có rách. Cần thiết, tiện lợi hay quan trọng? Đối với người bán hay người mua, túi ni lông trở thành một vật dụng không thể thiếu. Mỗi ngày, người phụ nữ này đều đi chợ mua thực phẩm cho gia đình mình. Và bà không thể nào đếm được mình phải sử dụng bao nhiêu túi ni lông. Dù là rau, cải, thịt, cá hay các mặt hàng tạp hóa, tất cả đều được đựng trong túi ni lông. Chính sự hữu ích mang lại một thời, túi ni lông được coi là sản phẩm văn minh của xã hội. Theo ước tính, mỗi hộ gia đình Việt Nam sử dụng 5 đến 7 túi ni lông một ngày. Không chỉ các thành phố mà ngay cả ở vùng quê, chính sự sử dụng vô tội vạ và tràn lan như hiện nay, túi ni lông đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đến môi trường. Chính vì sự tiện dụng trong thói quen tiêu dùng, cộng với giá thành rẻ mà túi ni lông đang là nỗi lo và thách thức lớn đối với môi trường sống. Nhất là những chiếc túi này hết tác dụng thì người sử dụng lại bỏ một cách vô tội vạ. Thế mới thấy môi trường sống của chúng ta đáng báo động như thế nào. Xài rồi cái bắt đầu mình ném, ở sông thì mình ném xuống sông hoặc ở ném sọt rác. Tôi đi chợ nếu có bọc này thì tôi về tôi gói lại, tôi lấy dây tôi buộc lại, chứ giờ không biết xử lý vào đâu. Phần lớn sau khi sử dụng túi ni lông được vứt trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm nghiêm trọng. Phần được thu gom đến bãi rác và phần còn lại sẽ được tái chế để tiếp tục sử dụng. Dù bằng phương thức nào, túi ni lông rất khó để phân hủy. Theo Liên Hiệp Quốc, mỗi năm chúng ta thải ra số lượng nhựa đủ trải quanh trái đất 4 lần. Việc dứt bỏ túi ni lông chỉ tốn 1 giây, nhưng quá trình phân hủy của nó có thể từ 500 đến 1.000 năm nếu không bị tác động của ánh sáng mặt trời. Nguy hại hơn, nếu như đốt sẽ sản sinh ra dioxin và furan, gây ngộ độc ảnh hưởng tuyến nội tiết và gây ung thư. Tại Việt Nam, nếu như trước đây tỷ lệ túi ni lông trong rác khoảng dưới 5%, nhưng đến nay, do thói quen tiêu dùng của con người, tỷ lệ túi ni lông lẫn trong rác sinh hoạt trên 10%. Rõ ràng, tác hại của túi ni lông nhiều người biết, nhưng đã là thói quen nên rất khó để thay đổi. Mặc dù chiến dịch nói không với túi ni lông đã được triển khai trong nhiều năm qua, nhưng vẫn chưa thực sự được biến chuyển. Trái lại, con số ấy càng tăng lên từng ngày. Trong khi chưa có giải pháp triệt để thay thế, mỗi người hãy hành động từ những việc làm nhỏ như thay đổi thói quen dùng túi ni lông một cách tiết kiệm, hợp lý hơn, có thể sử dụng nhiều lần. Hoặc tốt hơn hết, nên lựa chọn loại túi ni lông dễ phân hủy. Cách tốt nhất để phòng chống ô nhiễm trắng chính là cách bạn tự ý thức khi sử dụng túi ni lông. Để có thể hạn chế và xa hơn là cấm sử dụng túi ni lông, trước hết phải xác định loại hình túi đựng hàng có thể thay thế túi ni lông ít gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. Trước khi có những biện pháp hoàn hảo để chống lại ô nhiễm trắng từ túi ni lông, thì mỗi người hãy tự nhận thấy tác hại mà hành động sao cho đúng. Đến đây chương trình xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.